Hôm nay 19 rồi. Thì là mục tiêu các anh chị đã đạt được bao nhiêu phần trăm rồi các anh chị ơi? À, hoặc là anh chị đã thấy nguồn lực bắt đầu đến với mình chưa ạ? Các anh chị nào có thành công bây giờ mình ăn mừng nha. Mình làm xuyên ăn mừng thành công thì mình sẽ có nhiều thành công hơn nữa. À, các anh chị nào đang có đồ ăn thì ăn cùng với tôi ha. Chị được rồi. Các anh chị một chút xíu là trong quá trình mình làm quy trình đó, tại vì chỉ có một vài anh chị làm thôi, một số anh chị lại không làm, thì em cũng không biết là lý do tại sao, nên là các anh chị cho em biết cái lý do được không? Đây. Video này thì em có ghi lại. Anh chị có nhìn thấy mình ở trên đó không? Lâm là chắc là ít tắt rồi. Tiền Nguyễn. Mình nghĩ là đen thui không thấy được ha. Làm bạn thiện này cũng rất là đen luôn. Dạ anh chị cứ nghĩ đơn giản vậy nè. À, anh Phúc thì mấy này anh này không thì anh thấy đắt em nói nha. À, bạn anh chị cứ nghĩ đơn giản là nếu như mà mình vào Zoom á mà màn hình của ai cũng đen hết vậy nè. Anh thì ai chơi với mình? À, mình chơi với ai? Anh chị hiểu không? Ở đây là một cái môi trường là mình vô đây là mình chơi chung. Mình chơi chung với nhau á, bởi vì mình làm ngoài á, là một mình nó không có vui, nó không vui. Thứ hai nữa là mình lười, nhưng mà ở vô đây là anh chị vô cái thế bắt buộc là mình phải làm. Thành ra là dạ, nếu mà anh chị cứ đen thui vậy á, theo các anh chị là ai chơi với mình? Anh chị hiểu đó ạ? Mình chơi với ai và ai chơi với mình đây? Nếu như ai cũng màn hình đen như thế này, các anh chị mình sống á, mình phải nghĩ cho người khác, hoặc là mình phải nghĩ là ví dụ như anh chị ra ngoài đường á, anh chị vứt rác á, một mình anh chị vứt thì không sao, nhưng mà nếu như cả ngàn người giống như mình hết á, thì ở ngoài đường nó ra sao? Anh chị hiểu nó không ạ? Một cái hành động của mình tuy là nó nhỏ thôi, nhưng mà mình hãy tự hỏi lại nè, nếu như cả Zoom họ cùng làm như vậy ha, họ cùng làm như mình vậy đó, thì cái Zoom này nó ra rồi? Ai chơi với mình đây? Ai sẽ là cái người ở đó mà chơi với mình sẽ có ai để chơi đây? Rồi à, anh chị à, ví dụ như anh chị làm một cái việc gì đó anh chị thấy nó nhỏ, nhưng mà anh chị mới hiểu là anh chị làm được thì người khác cũng làm được. Và nếu như mà người khác, cả cái môi trường mình sống, tất cả môi trường mình sống họ cũng đều làm như thế, thì nó sẽ ảnh hưởng gì tới mình? Chị hiểu nó mà. Anh đây là có một cái câu đó, chính là nếu như ai cũng quét sạch thì cả cái đường phố đó nó sẽ tự sạch, mà ai cũng vứt rác thì cả cái thành phố là sao ạ? Ngập trong biển rác. Đây là một hành động nhỏ của anh chị thôi. À, em muốn là các anh chị cùng nhau ý thức mình là người giàu hết rồi mà các anh chị, đúng không ạ? Mình là doanh nhân thành tài, doanh nhân thành đạt, mà mình vô một cái môi trường mà mình cũng thể hiện mình là người xuất chúng, mình cũng thể hiện mình là người tài phiệt, mình cũng phải thể hiện là mình là một doanh nhân, một người có uy tín, một người có tiếng nói, người có chất lượng, người có bản lĩnh, một người có trách nhiệm. Thì anh chị vào á, anh chị phải hiểu á là nếu như ai cũng như mình thì ai sẽ chơi với mình đây? Liệu là có ai để chơi với các anh chị nữa hay không? Anh chị hiểu nó không ạ? Đó, mặc đồ xinh đẹp đứng trước màn hình xinh đẹp phải chi vậy, có nhìn vô hứng thú không các anh chị? Nhìn vô mấy anh chị thì hứng thú không? Có khí thế hôm nay nè, mặc đồ rồi con lành rồi đứng trước màn hình thì anh chị thấy là rất khí thế không ạ? Và tất cả mọi người cùng như thế này thì chúng cái môi trường cái dung của chúng ta nó có ý nghĩa không đây chị? Chị phải hiểu mà, là mình cùng tạo ra môi trường để mình có môi trường để mà mình sinh hoạt, mình giao tiếp, mình giao lưu, mình chơi với nhau, mình vận động với nhau. Chứ vậy em hỏi các anh chị, bỏ các anh chị ra đố các anh chị làm quy trình đều đặn mỗi ngày có không?
Anh chị có làm quy trình điều động mỗi ngày không? Có không các anh chị? Chắc chắn là không. Nên là mình cùng xây dựng một cái môi trường chất lượng để mà anh chị nào vô đây có cái nơi mà mình tới mình lui, mình có cái nơi mình học tập, mình có cái nơi mà mình sinh hoạt. Chứ nếu như mà anh chị cũng không có xây dựng nó thì nó sẽ tan rã. Thì lúc đó anh chị em hỏi các anh chị, nếu mà cái câu lạc bộ mình nó không còn thì anh chị vô, anh chị có chỗ để anh chị sáng sớm chị thức dậy không? Một số anh chị nói là chị sẽ đi qua môi trường khác kiếm gì. Anh em muốn các anh chị gì ạ? Anh em màn hình đen thui nè, mấy bạn nào mà màn hình đen thui thui và đen thui, nó giống như là anh chị làm quy trình xong rồi chắc ngủ luôn sao không thấy đâu. Thui này các anh chị nó không có vui, nhìn vô em, nhìn vô em không có em đã thức, em đã vào đây đúng không ạ? Thời gian buổi sáng, thời gian rất là quan trọng. Em đã vào đây, em đã vận động năng lượng cùng với các anh chị, kích năng lượng cho các anh chị. Nhưng mà đen thui, đen thui và thui. Thì có nó lại cái công của em không các anh chị ơi? Đó, còn anh chị là nữa nè, không có thấy cái mặt người đâu, anh chị hiểu không? Cái camera các anh chị ráng để làm sao cho nó thấy cái mặt của các anh chị á. Cái mặt này anh gì đây nữa nè, anh Nhật nè, nó phải thấy cái mặt của mọi người chứ. Rồi các bạn đây là bạn gì, một ngôi nhà xinh xinh, một bóng đèn. Đây là chúng ta đang chơi với bóng đèn nè các anh chị đó. Bóng đèn có nhảy không? Bóng đèn nó là bóng đèn không biết nhảy. Và các anh chị ha, các anh chị nhớ là anh chị để cái hình nó không có thấy người. Ví dụ em hỏi ai cũng 1.000 người vậy đang chị thấy sao, thấy mập mờ lấp lé vậy thì làm sao sẽ vui được đó. Và những anh chị này ha, mình đang đứng gần cái màn hình nó thấy mặt này đó, nhìn thấy eo yếu rồi nhảy rồi ngon lành không, màn hình này không thấy nữa nè, không biết sao nó không hiện tên biết ai. Các anh chị có biết cái nhà này của ai à, các anh chị có biết không? Anh chị vận động một chút vậy thôi chứ mà nó cũng có ích lắm đó các anh chị. Rồi các anh coi, anh chị coi nè ha, chương trình của mình vào chị đây nè, không biết là lý do gì sao mà chị sáng không có vận động, anh chị ngồi im ha. Thì sáng là phải vận động chị nha, không biết lý do, em không biết cái lý do. Và anh chị phải hiểu là mình đã dậy sớm rồi đó, mình đã 4 giờ mình có mặt vô rồi, mình đã 4 giờ mình đã mở mắt, mình ngang mình vô mình le vô cái vòng này rồi tự nhiên là không vận động không làm gì hết. Em không hiểu cái anh chị nữa, thế là em vô chị vô 4 giờ như vậy đúng không ạ? À? Em không hiểu, không hiểu thật sự là không có hiểu, không hiểu các anh chị đang nghĩ cái gì mà anh chị có những cái hành động như vậy ha. Video này em chỉ để quán yêu quan sát các anh chị thôi chứ không có đăng gì đâu, để chị kiên thành rồi và các anh chị nhắn dinh dưỡng. Ha, tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn khi mà tất cả anh chị có mặt trong Zoom là đều nhảy một cách năng lượng và màn hình sáng sủa, ai cũng đẹp xinh đẹp khỏe mạnh bình an, rồi lúc nào cũng có cái thái độ cực kỳ tốt với được vì nhiều. Ok. Rồi. Rồi, chị sáng này chắc là chị có lý do đúng không? Chắc có lý do không nhảy được. Rồi hôm sau là các anh chị
vận động lên giúp em ha, được không ạ? Mở mở màn hình lên cho nó sáng sủa, đẹp trai đẹp gái lên cho anh chị nha. Đó, và em mới có hứng thú, em mới, anh chị em tạo năng lượng, anh chị mới tạo năng lượng cho em chứ, lúc nào cũng đòi hỏi không cho người ta, lúc nào cũng đòi không, đó, lúc nào cũng vô đây đòi. Anh theo các chị là em vô đây em có cần năng lượng không? Có chứ, thích chứ, nó vẫn hơn là cái việc em ở ngoài chứ. Đấy, nhưng mà vô thấy anh chị vậy là sao sao có năng lượng được, đúng không nè? À, ok, bây giờ chúng ta sẽ biến cái màn ăn mừng thành công. Thì ở đây anh chị học trong một thời gian qua thì có anh chị nào mà mình học mãi mà mình chưa thấy có cái gì thay đổi không ạ? Hoặc là có anh chị nào ở đây là mình đã có thành công gì rồi, anh chị có thể là ăn mừng chia sẻ khí thế liền với anh chị. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở đây thấy bạn Lương Trai nè, loại Lương Trai là mặc vest rồi lịch sự rồi xinh đẹp, không biết là bạn vào môi trường mình bao lâu rồi à, bạn Lương Trai ơi. Mời bạn mở mic chia sẻ nè. Mình mới vào công lạc bộ tuổi 8 3 3. À, chưa có nghe được các bạn ơi. Dạ. Chào Chủ tịch Mích Theo và chào tất cả anh chị em ạ. Mình cũng học được một thời gian và cũng chưa chưa Một học thời được gian là khi là mấy bao lâu rồi bạn trai ơi? khoảng tầm nửa tháng, một tháng. À, nửa tháng. Nửa tháng hay một tháng? Vâng, nhưng mà cũng chưa chưa tập trung được để mà học. Thì là bắt đầu bây giờ mình tập trung 100% khoảng À, tầm bây giờ mới bắt đầu thực sự học. Còn vâng, mấy hôm trước 4 năm là cứ người xem hoa, dồn dạ. với là ngó đúng không nè. Bây giờ mình nói thực sự là mình vào cuộc chơi. Vào cuộc chơi chưa? Bây giờ là bạn xác định mình đã vào cuộc chơi chưa? Ok, cảm ơn bạn con trai nha. Các anh chị có hiểu được cái cụm từ là vào cuộc chơi không các anh chị? Là mình phải xem như là mình đi học á, mình phải xem như là mình đã vào cuộc chơi anh chị nhá. Vào cuộc chơi là mình đã vô cái cuộc chơi rồi, là mình phải bắt buộc phải chơi, bắt buộc phải chơi, bắt buộc phải thắng. Giờ bây giờ em hỏi nha, một chút để em xem còn anh chị nào. Có chị Bình Hoàng nè, chị Bình Hoàng với Mỹ Dung nè, không biết là chị có thể chia sẻ một chút là bây giờ là chị vào môi trường của mình bao lâu rồi? Tại vì em nói chuyện với các anh chị em mới phát hiện ra anh chị đang có vấn đề, hiểu không? Ngồi nhìn 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 em biết được các anh chị đang cần hỗ trợ gì đó. À, chị Bình Hoa. À, xin chào Chủ tịch Bích Theo, xin chào tất cả các anh chị em trong Zoom. Mình vào câu lạc bộ từ tháng 5 thì bắt đầu vào, nhưng mà tham gia Zoom sáng thì bắt đầu từ đầu tháng 6. Đầu tháng 6 hả chị? Là mới đây ha. Được Đúng 15 rồi. ngày rồi. Đúng rồi. Thì cái thời gian vừa qua tham gia câu lạc bộ ấy, thì mình có thấy thay đổi rất là nhiều. Cái thứ nhất là về cái tư duy mình tăng lên rất nhiều. Tư duy Và tăng. cuộc sống cũng có nhiều thay đổi. Có một cái thành công rất là lớn, đó là cuộc sống gia đình vợ chồng của mình trước đây nó chưa được hòa hợp ấy, nhưng mà sau khi mà tham gia câu lạc bộ ấy, thì bây giờ thì cuộc sống rất là hạnh phúc, chồng thì rất là chiều, và trước Hay đây ấy quá. thì anh ấy không bao giờ làm việc nhà mà cũng không không chăm con á, nhưng mà bây giờ thấy vợ học hành chăm chỉ ấy, thì cũng trông con theo vợ học Hay quá. và hỗ trợ làm việc nhà. Đấy là cái thành công lớn nhất mà từ khi mình tham gia câu lạc bộ. Hay quá. Chỉ có 15 ngày thôi đúng không nè? À, vậy thì hôm trước chúng ta đã tư duy chị Phú là khi một khi bạn đã quyết thì sao ạ? Khi bạn đã quyết rồi thì mọi thứ là sẽ nghĩ sẽ thay đổi theo. Đó. Và chị đã làm cho mọi thứ xung quanh của chị nó phải gì, nó phải chiều theo cái ứng của chị đúng không nè. Thì ngoài ra chị còn thành công gì nữa không chị ơi, chị Bích Hoàng? À, thành công thì là từ đầu tháng đến bây giờ thì tổng tiền về của mình là được hơn 8 À, hơn 8 triệu rồi. Thì triệu. em hỏi là những tháng trước là trung bình thu nhập của chị là bao nhiêu ạ? À, những tháng trước thì trung bình của mình khoảng 20 triệu.
20 triệu phải không chị? À, tháng chúng mình 20 triệu thì tháng này chị đặt mục tiêu. Tháng này mình đặt 25 triệu. Đúng rồi, chị đặt 25 triệu là chính xác rồi đó. Chị đặt 25 triệu, bây giờ nó về 8 triệu là chính xác rồi đó chị. Rồi, trong cái tháng này nếu mà chị giữ được 25 triệu thì tháng sau chị đặt mục tiêu gấp đôi lên nha. Ok. Rồi, ok chị. Tuyệt vời. Hay quá. Rồi, cảm ơn chị Bình Hoàng ha. À, còn anh chị nào mình ở đây là mình mới tham gia. Ở đây có anh chị nào mà mình chưa có một cái sự thay đổi gì đó không ạ? Mình học rất là lâu luôn mà mình thấy nó vẫn bình thường ấy. À, chị thấy bạn Hoa Thiên nè. Hoa Thiên với Bích Phạm nè. Rồi, xin mời chị Hoa Thiên. Chị có thể chia sẻ một chút xíu ha. 15 ngày giống như chị Bình Hoàng, 15 ngày mà thay đổi như vậy đó tuyệt vời. Và em cảm thấy chị có một câu rất là hay, là mình có một cái thành công rất là lớn. Nghe câu đó là anh chị thấy sao ạ? Giờ có thành công rất lớn không biết, nhưng mà thấy lớn rồi đó, thấy chị này ngon nha. Mới học 15 ngày mà có thành công lớn. Vậy nên là anh chị nhớ dùng cái ngôn từ cho nó chuẩn. Nó đỡ hơn là cái câu của cái bạn gì nói là thật ra thì chị cũng chưa có được cái thành gì cả, nó khác à. Hoặc là thấy nó cũng mọi thứ nó cũng rất là bình thường. Nhưng mà đầu tiên anh chị đệm vô một câu là có cái thành công rất là lớn, là nghe thấy vô đó, thì ngon lành đó. Ok rồi, xin mời chị Hoa Thiên nha, xin mời chị. À, chị nói to lên được chị ơi. Chị ơi, chị nói to lên được không chị? Chị còn chưa lên màn hình chính luôn. Chị phải lên màn hình chính cho mọi người mới thấy chị được. Chị la to lên chị. Yeah. Rồi nó vô rồi đó. Bây giờ nó bắt đầu vô. Chị kéo cái mic lên. Chị kéo cái mic lên gần cái miệng chị đó. Chị kéo cái mic lên gần cái miệng chị đó chị. Cái mic của cái dây phone đó. Đó. Ngày 15 tháng 5 ngày 15 tháng 5 thì em tham gia Room Sáng là ngày 23 tháng 5 tới ngày 30. Ngày 30 thì em lại nghỉ có việc riêng, bắt đầu là em không có vào câu lạc bộ được. Bắt đầu tới ngày 10 tháng 6 thì em là tiếp tục tham gia vừa Room Sáng và Room Tối. Nhưng mà cũng chưa có tập trung nhiều lắm. Còn rào cản rất là nhiều. mục tiêu của em đặt ra của tháng 6 là 60 triệu. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì tiền của em đã về được là hơn 20 triệu. Yeah, 20 triệu, xin được vời. Xin phép xuống chủ. Các nguồn mà nợ cũ, đời nợ lâu năm thì người ta tự động trả. Với lại trong công việc thì cũng rất là thuận lợi. Con cái thì lúc trước suốt ngày ăn rồi đánh nó rồi. Chỉ là mình không có biết được cái cách. Cứ nó làm sai thì đánh, nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ hai bé cũng rất là ngoan và hỗ trợ cho mẹ học. Nhiều lúc thì ngồi học như này cũng bỏ lăn lóc biết chăm con đúng không ạ? Đúng rồi. Ông xã thì đi làm xa cứ lâu lâu mới về, nhưng mà khi mà về thì thay vợ học cũng tập trung vào để mà hỗ trợ việc ở nhà cho vợ để trông con. Hay quá, gia đình hạnh phúc, tài chính tăng cao. Còn về sức khỏe của chị sao ạ? Nãy quay hỏi mấy chị về sức khỏe nè, phải dòng lại hỏi mới được. Khỏe thì thực sự rất là tốt, tại vì hồi đó giờ là em chưa bao giờ em dậy sớm được. Như là cái một tuần đầu tiên tham gia Room Sáng thực sự rất là mệt và không có, nói chung là không có năng lượng. Sau 9-10 giờ sáng bắt đầu gục luôn rồi, nhưng bây giờ thì bình thường. Bây giờ thì nó vào thì nó đã quen rồi, nó bình thường. Thấy nó bình thường. Lại ăn uống thì nó tóm lại là cũng biết được cái cách là. Ngày xưa thì không biết cái gì là vitamin, thì con đói là ăn thôi, với là thích cái gì thì ăn cái đó. Nhưng mà từ khi vào Room Sáng thì em đã nghe được hai lần là về cái của tỉnh Đức Theo phổ biến về các vitamin, thì bây giờ mình quan tâm về hơn cái sức khỏe với lại cái những cái chất mình ăn uống trong ngày.
Với lại ngày hôm qua thì em nói cái này đừng cười nha. Ngày hôm qua thì em được tiền về là 2.825.000. Thì cái hai có 2 triệu là ông xã em cho nó, hay cho vợ đi cắt tóc, đi làm móng, có lại muốn làm gì làm. 2 triệu là cái xài phí đi. Cái đầu về thì về về thì đầu đăng lên Facebook khoe khoe xong ăn mừng nhảy tung tăng tăng, rồi bắt đầu làm xong cái ăn mừng xong lại cái bỏ vô túi cái đi đâu cái rớt mất tiêu luôn. Dữ Rớt mất tiêu luôn. diệu Em nói cái này này, xong rồi tối em không biết phải làm sao, bây giờ em cũng chưa tìm thấy tiền nữa. Bắt đầu em viết một cái để mà gửi cho kiến thức của mình đó. Em viết như thế này, em nói người bạn tiềm thức của tôi ơi, ngay bây giờ và ngay lúc này, tôi vô cùng biết ơn bạn. Ngày 19 tháng 6 nhờ bạn giúp Tóm tôi lại là sau sau khi chị viết đó xong rồi là sao ạ? tìm tìm cái số tiền mà 2 triệu đồng tôi đã làm rơi đau bạc mang về cho tôi. Thì bắt đầu 12:20-30 là em ngủ, em chớp mắt ngủ thì tự nhiên em lại nằm mơ thấy chủ tịch biết theo kêu 1 2 3 dậy để nghe tôi phổ biến nè. Theo trong bức tranh của em nhìn thấy á, là cái tiền của chị nó còn nằm ở trong nhà, nó không có đi đâu hết, cho nên chị cứ tìm ra Hay cái chuyện quá. đấy. Nhưng mà Hay đặc biệt quá. em hỏi là cái này là, xong nó thức dậy có một nói trời cảm ơn tiềm thức, nhưng mà chưa có tìm được, tự nhiên mình nằm mơ thì chị biết theo ở đó như vậy thì có phải là tiềm thức của mình không đó. Nếu Thì mà vậy thì thức của chị đó, cái chị mách bảo á, em mới bảo chị vòng vòng trong nhà còn trong nhân mà chị quên hỏi á, chị không, lúc mà trước khi chị đi ngủ á là chị chỉ hỏi là nó ở đâu thôi, chị không hỏi là giờ chị không hình dung là chị thấy luôn nó, anh em là chỉ cho chị là còn vòng trong nhà không chỉ đấy, luôn chỗ tới lượm không biết là đúng nó ở không chị? đâu mà không biết là ở đâu, tự nhiên là mới thì tự biết theo mình cũng nói cho cái nào là tiềm thức mách bảo không, tại vì đó giờ chưa có cảm ứng được cái như vậy, bây giờ thì thử thay rất là hay. Rồi. Thì cảm ơn À, hôm nay kiếm 2 triệu ăn mừng nha. rồi cảm ơn. Bữa sau chị hỏi là chị hỏi là chị thấy luôn tiền luôn đi. Chị hỏi nó đang ở đâu thì người ta chỉ trả lời là chị đang trong nhà. Còn nếu mà chị hỏi là bây giờ ví dụ như chị trước khi đi ngủ chị hình dung chị thấy luôn 2 triệu đó là chỉ luôn cho chị hỏi chuyện rồi. Đó, nên là bài học ra là chị phải tập trung cái cuối cùng là thấy tiền luôn đúng không? À, ok, rất là tuyệt vời. 1, 2, 3, vậy nghe tôi tuyên bố nè. Hoa Thiên đúng không ạ? Rồi chị Bích, chị hỏi chị Bích đã hướng dẫn cho chị Hoa Thiên ăn uống rồi, chế độ dinh dưỡng rồi chưa chị? Có luôn rồi đúng không? Chị tuyệt vời. Rồi bây giờ là chị Hoa Thiên đó là chị đang có cái chế độ về sức khỏe, ví dụ như là muốn mình thon hơn hay là muốn mẩm mĩm hơn nữa. Bữa nay là anh chị là me chị đó là chị kiếm được 2 triệu rồi, chúc mừng thành công nha. Đi đâu luôn rồi chị, đi đâu luôn rồi? Vẫy tay cho em mở mắt cho chị, đúng rồi đi mà em tay đó mở mắt cho chị. Ủa sao không thấy chị trên đây nhỉ? Đây đây đó rồi. Nghe nghe chị kéo mic lên chị ơi, kéo mic lên quên. Ý là chị Ngọc Phê cũng đã hai đã hướng dẫn, nó không lại là hướng dẫn đầy đủ, chị rất là quan tâm đấy. Thì hướng dẫn từ cách sáng như thế nào, trưa như thế nào, 9 giờ, 2 giờ chiều như thế nào. Thì em thì cũng như kiểu là ghi chép live stream thì cũng chưa có đầy đủ, chép một cái live stream thì 2 3 ngày mới chưa xong. Đấy, Học cái gì vậy bà chị? Bà chị học cái gì kỳ vậy? Bởi sao mà giờ 2 triệu nó không tới rồi? Đúng rồi, đi rồi đúng rồi đó. 2 triệu về xong rồi đi nói cái nên chép thì là gì, vừa vừa trông 2 đứa con nhỏ nữa. Chép được tí rồi bắt đầu trời ơi nó ăn nó khóc rồi nó la làm đủ thứ Rồi chị đang tập trung cái gì vậy? Nãy chị mới nói là trời ơi, con của tôi khỏe mạnh bình an ngoan ngoãn, giờ chị đang tập trung cái gì vậy? Trời, em nói chị nghe mấy chuyện đó cấm kể cho ai nghe nha, chị kể cho biết nhiêu người chị biết không, trăm mà gần 100 người,
trăm người nghe hả, nó phát ra tiềm thức ra. Trời ơi, bữa nay chị mới biết cái cảnh chị mới gặp được là cái gì. Mấy cái chuyện đó nữa kể, chị không có kể. Rồi chưa biết. Rồi, rồi giấu chị ơi. Rồi, giấu mà gọi là không ai biết, có người bản thân chị cũng không nên nhớ luôn. Là coi như không thấy, ví dụ như chị có thấy chị cũng che mặt lại thôi, không đây. Rồi. Không thấy. Giấu. Đó các anh chị ha. Ừ, giấu luôn. Không có kể nha, tuyệt đối không kể nha, không có gọi điện cho ai mà ngồi kể hết cái chuyện ra này thì sao ạ? Là mấy cái chuyện đó nó lại càng nhiều thêm nữa. Đó, chị tập trung thôi. Ngay bây giờ, ngay lúc này tôi ghi chép đi chim đầy đủ. Đó, ngay bây giờ tôi ghi chép đi chim đầy đủ. Ngay bây giờ, ngay lúc này con cái tôi ngoan ngoãn, tôi ghi chép đi chim đầy đủ. Chị hiểu không? Tập trung cái thứ mình muốn thôi. Mà tuyệt đối không được kể. Kể ra là không một trăm mấy người nghe, một trăm mấy cái kiến thức ngồi đây mà nó phát ra là giờ chị thấy cỡ nào. Chị hiểu không? Ồ, đúng rồi. Là anh chị hãy nhớ một cái điều mà anh chị cần phải nhớ là tất cả những cái điểm gì không tốt của mình tuyệt đối không kể. Những cái gì mà chưa thuận hòa, chưa thuận lợi cho mình tuyệt đối là không kể dài cả, giấu mà giấu, và chính bản thân các anh chị cũng quên luôn đi và không được nhớ, không được nghĩ tới nó, được không các anh chị? Dạ, rồi giờ biết rồi. Rồi giấu luôn thì không biết là chị, đúng rồi. Rồi cảm ơn chị Hoa Thiên nha, chị tuyệt vời. Hy vọng là sẽ thấy một ngày đẹp trời, thấy chị ăn dinh dưỡng cùng với em Theo ha. Dạ. Đáng tính là ok. Đây là thế nào cũng phải đặt thôi, tại vì tới 30 này bắt đầu thì tiền mới về, bắt đầu hốt những thứ đó không thể nào mà thiếu được. Hốt. Nghe chị hốt nghe nguy hiểm quá ta. hốt tức là hốt. Đúng, hốt thật là nhiều. Bây giờ chị phải có cái bức tranh trước, chị phải có bức tranh xinh đẹp trước. Rồi sau đó là chị ăn vào á. Thon ngọn đúng không chanh nó được nha chị. Dạ, trời gì gì quá em lại có thêm em lên mục tiêu là xuống 5 kg, nhưng mà khi mà em học đêm thì em phải đói tới 10 giờ xong em lại ăn xong sáng như thế này thì em dậy em ăn rồi xong rồi lát nữa 6 giờ lại đói, ăn liên tục vậy mà chưa có đúng rồi. Chị ăn như vậy thì làm sao mà nó thon được 5 kg, mục tiêu muôn thở. Vậy là em nghĩ là chị phải ăn với em là ngay lập tức rồi đó, đúng không chị? Nói chung là rất là quan trọng và đối với chị là cần thiết rồi đó. Các anh chị thấy nhu cầu của anh chị đúng không ạ? Nếu mà chị Hoa Thi mà không gặp được cái ăn này thì nó chưa được dễ đối với chị đúng không? Để mà giảm được cái số ký là đúng thì chưa dễ luôn. Cái em tăng cân đây thì có thể là ăn cái gì cũng được, nhưng mà đối với anh chị giảm cân là em phải nói là các anh chị cái bữa ăn này quá tuyệt vời dành cho các anh chị. Đó, ok chị Hoa Thi ha. Chị phải liên hệ với những anh chị hỗ trợ để họ hướng dẫn chị ăn cho đúng. Anh chị nhé, em thì không có hỗ trợ các anh chị trực tiếp được. Những người bạn đó họ đã thông qua em rồi. Nên là các anh chị hãy ăn cho đúng nha chị Hoa Thiên ha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, ok chị được giờ. Vậy là chị đã... Bây giờ chị phải tập trung ghi chép live stream hơn nữa. Tập trung đọc sách hơn nữa. Và chị là chỉ cần tập trung vào những điều chị thích, những điều chị muốn. Cái đó là cái điểm mà chị đang gặp phải ha. Ok. Chị tuyệt vời. Dạ chị tắt mic giùm em ha. Anh Bùi Văn Hùng này, dạo này anh đi đâu mà giờ em mới thấy anh? Xin mời anh mở mic đi. Dạ ok chị Hạnh ha. Chị Hạnh em thấy chị là lát nữa em sẽ dành phần cho chị ha. Anh chào em, anh chào tất cả mọi người. Dạo này anh đi đâu anh? Đi đâu giờ anh mới quay lại hay? Dạo này anh có đi đâu không? Em không? Có, anh mới vắng mấy hôm. Thấy chưa? Anh chị vắng em biết liền đó không? Rồi anh vắng mấy hôm rồi rút cuộc rồi mấy hôm đó anh đi đâu, anh ở với ai, anh làm gì? Sao anh làm bỏ cô là bộ anh đi mấy hôm vậy? Anh đi 16, 17, 18, 3 hôm. Rồi anh đi vậy là anh nhớ. Thì mình đến không? Có anh rất nhớ vì đến chỗ khác thì mình mở ra cũng hơi ngại bởi vì là không gian không phải của mình cho nên là rồi ví dụ như em hỏi anh là trong thời gian anh bắn như vậy thì anh cảm thấy sao, anh sống của anh nó vẫn tốt đẹp với lại là nó có cái điều gì là phát triển hay gì chưa, nói nghe coi. Nó cũng đều đều giống mọi ngày. Anh vẫn còn trong đầu anh thì vẫn nghĩ đến câu lạc bộ và vẫn mở điện thoại xem live stream. Vẫn mở điện thoại xem live stream. Anh có xem Zoom buổi tối, anh có đọc sách buổi tối cùng mọi người không ạ?
Không, mấy hôm nay không vào Zoom, không đọc gì cả. Dạ thì bây giờ em hỏi anh là ngay bây giờ, ngay lúc này là anh đã tập trung lại chưa? Rồi bây giờ bắt đầu từ hôm nay anh đã tập trung trở lại luôn. Tối nay lại vào Zoom. Ừ, đó là vào Zoom. Zoom đọc sách đúng không? Ok, rồi xin mời. Giống tranh là quay trở lại, chứ là mục tiêu tháng này của anh thì như thế nào, rồi anh đạt mục tiêu tháng này là bao nhiêu tiền lợi nhuận? Tiêu tháng này là 50 triệu. 50 triệu thì em không biết là những cái tháng trước là anh đã đạt được mục tiêu chưa anh Hùng? Anh những thì, cái tháng trước anh cũng đặt mục tiêu hơi cao, nên có tháng thì được 70%, tháng thì tầm 70-60%. À, 70-60%. Thì em hỏi anh đó là cái 70-60% đó là nó mang lại cái số tiền nó nhiều hơn những tháng trước không? Tháng vừa rồi lại bị ít hơn, tháng trước thì nhiều hơn. Tháng trước thì nhiều hơn, tháng vừa rồi là ít hơn. À. Cái tháng vậy thì cái tháng mà cái tháng trước là cái tháng anh học ở trong câu lạc bộ đúng không nè? Ừ. Có. Rồi anh cũng học cái tháng này cả mà. Ý là tóm lại là những cái tháng mà anh đang học cùng với câu lạc bộ với lại cái tháng anh chưa học thì nó có nhiều hơn được không? Nó có nhiều hơn có, không? Có, nhiều hơn. À, nó có nhiều hơn đúng không nè? Ok, tuyệt vời. Mà như vậy là vậy thì anh phải càng học nhiều hơn nữa, tập trung nhiều hơn nữa để tiền mình nó tăng hơn nữa. Ok anh ha. Đúng rồi. Rồi, xin tuyệt vời. Chúc mừng anh Hùng. Ok, rồi anh cảm ơn. Cảm ơn anh ha. Ở đây là các anh chị phải hiểu là anh chị vô đây là gặp em là để em tiếp xúc các anh chị, em quan sát các anh chị thử anh chị như thế nào. Chứ không phải vô đi chơi, vô chắc nó đó nói nó không biết cho mình đâu. Có rồi các anh chị, là em quan sát các anh chị hàng ngày ha. Nên là bữa sau mặt đẹp lên nhìn cái xuống mắt, mặc đồ xinh đẹp rồi tô son phấn rồi cái mày cái vuốt rồi vô nhìn nó sáng sủa nó đẹp các anh chị. Đúng rồi. Rồi bây giờ hồi nãy thấy bạn Kenvi đúng không ạ? Nhớ Ngọc Anh nè. Bây giờ bạn sẽ chia sẻ là tiền lợi nhuận của bạn nè, thành công như thế nào. Xin chào Kenvi. Vâng, chào tất cả các thích vui, chào thị trường kia. Hình như là Kenvi cho mọi người biết là Kenvi đang ở đâu và với lại là học bao lâu rồi và có được cái thành công như thế nào. Kiên đang hiện tại đang làm việc tại Đài Loan. Còn Kiên vào tham gia học vào tháng 5. Bây giờ tháng 6, tháng 5 thì có học, nhưng mà lúc đầu học thì cũng chưa được kết quả nhiều lắm. Cũng có kiểu lời cái số tiền thì cũng có tăng lên một ít. Nhưng mà giờ như tháng 6 này ấy, em có đặt mục tiêu là 50 triệu. Nhưng bây giờ thì tiền đã về được là 17 triệu rồi. Còn bây giờ tiền đã về 17 triệu rồi, rồi bây giờ sao nữa nè? Thì Kiên chào này thì cũng không được vào học Zoom sợ là vì đặc thù công việc của Kiên là không kiểu không có thời gian kiểu sắp xếp được thời gian ấy. Buổi tối bây giờ vào học Zoom thì Kiên có nghe bằng nghe không vào nhóm nghe và vẫn làm việc vẫn nghe trong vừa học ấy. À, có nghĩa là mình vẫn làm việc và mình nghe livestream, mình vẫn nghe, có nghĩa thí dụ như là Kiên đúng không nè? Thì Kiên lúc mà Kiên làm việc mà Kiên nghe sách như vậy, nghe theo và đọc sách như vậy thì có cảm thấy có gì nó khác hơn không? Nó có thay đổi được Kiên gì không? Vẫn có. Thứ nhất là về học về chế độ ăn uống thì mình cũng có thay đổi được cái kiểu thói quen ăn uống của mình hàng ngày ấy, thì mình có thay đổi được. Với lại kiểu khi mình đọc sách ấy, có những thứ thật sự trước đây Kiên không đọc sách ấy, cảm thấy nó mù lắm, nó không ấy. Bây giờ đọc sách vào nhiều cái như là nó khái mở ra, nó hơn nhiều, mình có suy nghĩ nó tích cực hơn nhiều. Thứ nhất, hai là kiểu khi kiểu mình nói chuyện với đồng nghiệp của mình cũng nó sẽ có cái lúc khác, mình không như ngày xưa thì mình thích nói gì thì nói, nhưng bây giờ thì mình sẽ nói chỉnh câu nói của mình cho nó làm sao những đúng rồi mà có từ gì khác đúng không? Đúng không, có từ gì nó khác, giờ triệu phú đô la rồi nói chuyện có khác chứ. Đúng rồi, hay quá. Vậy thì đầu tiên là sẽ làm cho Kiên cảm thấy là mình đi làm, mình tự tin, mình giao tiếp cho mọi người. Mọi người sẽ nể trọng mình hơn. Đúng không Kiên? Thứ hai nữa là mình đọc sách và mình cảm thấy đầu óc rồi nó mở mang. Thứ ba nữa là mình cũng hiểu về cái việc ăn uống, về bảo vệ sức khỏe của mình. Đó. Thì còn cái việc mà về tài chính đó, thì như là cho hỏi Kiên đó là cái nghĩa là cái khoảng giờ này, cái cùng kỳ giờ này của tháng trước nè,
thì nó có cái tháng mà đi không học á thì nó có được cái lợi nhuận như vậy hay không? Không được như vậy. Tháng như tháng đầu tiên tháng năm ấy thì Kiên vào học, mới bắt đầu vào học ấy thì khi lúc chưa vào học ấy thì Kiên chỉ đạt được 25 triệu một tháng, nhưng mà khi tháng tháng năm thì bắt đầu học thì mình dùng bằng sức mạnh kiến thức, mình cùng cửa buổi tối nằm ngủ được đọc sách được cùng viết lên những cái câu nói, thì bây giờ lên trong cái tháng năm thì chỉ có tăng lên 5 triệu là lên đạt được 30 triệu. Thì trong cái tháng này tháng 6 này, trong tháng này thì giờ mới có là ngày 16 đúng rồi. 16 thì Kiên mới có số tiền về là 17 triệu. Đã đạt được 17 triệu trong cái mục tiêu là 50 triệu. Hay quá, chúc mừng Kiên. Xin tuyệt vời. Vậy thì Kiên cũng theo dõi ha, tại vì bây giờ nó mới còn nửa tháng, còn tới mười mấy ngày lận. Còn tới 11 ngày nè. 11 ngày nó cũng rất là dài đấy các anh chị, đúng không Kiên? Thế thì bây giờ là thấy rằng là cái dáng của Kiên, cái body của Kiên nó hình như nó cũng không có được cân đối đúng không nè? Nó chưa được cân đối đúng không Kiên? Đúng rồi, thì có đang cũng bảo bạn Ngọc Anh mua cho mình kia, mình đang muốn giảm cân xuống. Ăn dinh dưỡng. Đúng rồi, có nghĩa là bây giờ chỗ Kiên á, Kiên bên Đài Loan đúng không? Kiên bên Đài Loan thì Kiên có thể là lấy đồ ăn ở bên đó cũng được. Bên Đài Loan nó cũng có cái chi nhánh á. Kiên liên hệ với Ngọc Anh hướng dẫn cho Kiên cái cách để mà mua được ở bên Đài Loan. Về mẫu bữa sáng vô dung lắc ăn với mọi người nha. Và Kiên phải ăn, bắt buộc Kiên phải ăn, tại vì cái body của Kiên nó đang mách bảo là nó đang thừa rất là nhiều thứ không tốt. Nha. Và bây giờ khi mà Kiên cứ nghe lời đi, khi mà xuống thì đẹp trai hơn, tư duy cao mà đẹp trai hơn nè. Thứ ba nữa là cơ thể nó thon gọn đi đứng này kia, nhảy tứng tứng này kia nó dễ, thì mình năng động hơn, mình sẽ kiếm nhiều tiền hơn nữa. Thì mục tiêu 50 triệu gì khi đó là tới đó là dễ dàng. Ok nè. Nha, liên hệ với Ngọc Anh liền trong hôm nay để hướng dẫn cho Kiên nha. Ok. Vâng. Rồi. Rồi ok Kiên. Hay quá, tại vì hồi tháng trước là em có thấy bạn Kiên vào học cái chương trình quản lý tiền các anh chị, vào Zoom thì chắc mới không kia nhỉ. Chương trình quản lý tiền của em Thư thì em cũng thấy là bạn là một cái thân hình nó cũng rất là có được thon đúng không, rồi bạn cái mặt của bạn lúc đó nói chung là nó rất là nhăn nhó này kia, nhưng hôm nay thấy tuyệt vời, hôm nay thấy rạng ngời cái nụ cười là giống như là cái chuyện là tiền về là chắc luôn, là có lợi nhuận là chắc luôn, nên nhìn cái nụ cười nó khác liền đúng không Kiên? Đúng rồi, ok, tuyệt vời, chúc cho Kiên là mãi mãi như vậy ha, và đạt được mục tiêu là 50 triệu đô nha. Yeah, tuyệt vời. Để xem còn có anh chị nào không. Rồi bây giờ em xin mời chị Hạnh nha, chị Hạnh giơ tay nãy giờ các anh chị. Thế mời chị Hạnh nha. Rồi ok, mời chị nè. Tuần nào của ăn mừng thành công. Xin chào chủ tịch Bích Thơ, xin chào tất cả các anh chị và các cô chú trong câu lạc bộ. Hôm nay thì em thực sự là em cũng thấy là mình có rất nhiều thành công và đáng kể luôn đấy. Em vừa ghi ra đây này. Đó là cái vấn đề vào Zoom buổi sáng ấy, thì là em bắt đầu vào từ ngày 27 tháng 5. Em vào đều luôn. Em vào đều luôn, không có một ngày nào em không vào hết. Và bây giờ nó thành một thói quen là em cũng không cần dùng đồng hồ báo thức nữa, tự dậy vào đúng 3:45. Hôm em thử đó là tắt chuông đồng hồ báo thức, có mở nhưng có tắt đồng hồ báo thức nhưng mà cho chuông nhỏ hết cỡ và tự nhiên như kiểu kiến thức mắt dậy luôn. Hay quá. Đó là cái đầu tư. Tối qua thì em đang ngồi học ấy, thì có chị mang xuống chị giả tiền vẫn để đây. Yeah. Họ mang tới đây, họ gói tiền vào như này này, họ để này và vẫn 9 triệu vẫn để như này. Thôi em vẫn để bàn làm việc ấy. Khi bạn hòa hợp với tiền thì tiền sẽ chảy về như bạn đúng không chị? Hay quá chị Hạnh ơi, xin được mời. Cái thứ hai đó là việc gieo hạt, thì em cũng mở nhóm và em gieo được 12 bạn vào trong nhóm thì đang duy trì được, hôm nào cũng có bạn vào học, bạn ra bạn vào, nhưng mà hôm nào cũng có, thì có hai chị cũng đang chăm chỉ hơn, ngồi thấy ngồi học, em theo dõi thấy cũng chăm chú đấy. Cái tiếp theo đó là cái thôi miên ấy, thì em nghe thôi miên là
5 lần trên một ngày, gần như là cũng trước thì em chưa, bây giờ em tạo thói quen nghe thôi miên nhiều hơn rồi, cả lúc bất kể lúc nào đi ngủ, đi trưa, đi ngủ trưa, ngủ tối, buổi sáng. Cái tiếp theo đó là cái trả lời bài, làm video trả lời bài sau Zoom của Theo học thì một là em sẽ trả lời ngay hay là ngày hôm sau thì em sẽ làm một cái video để em trả lời bài để out kiến thức ra ngoài cho nhớ. Đấy, với lại một điều nữa là chia sẻ cái những cái bài học cho những các bạn mới ấy, là khi nói chuyện với các bạn là em cũng gần như kiểu out kiến thức luôn, cũng cảm thấy là mình nhớ được rất là tốt luôn. Và cả vấn đề học thì khi mà nói ra thì làm luôn, thì cả tối cả sáng gần như cả ngày rảnh là ngồi học. Thì chồng con nhìn thấy như thế thì các con cũng, mình bảo nó cũng dễ hơn, nó thấy mình học chăm thì nó cũng phải nghe. Và đúng rồi, chồng thì thấy mình chăm chỉ cho nên là tạo điều kiện cho đến giờ nấu ăn, mà có hôm chưa kịp xuống nấu thì xuống thấy anh nấu rồi, nấu xong rồi. Hay quá chị ơi. Đấy, về cái sức khỏe thì thực sự là mình mong muốn từ lâu, trước hai vợ chồng cũng dậy từ 4 giờ đi chạy, nhưng mà về là đi chạy về là mình thấy nó không được khỏe bằng là ngủ tiếp. Nhưng mà từ khi mà tham gia Zoom sáng ấy thì mình làm gần như là làm từ đầu đến cuối luôn, chả nghỉ tí nào, thì thấy rằng là cái sức khỏe nó linh hoạt lắm. Mà cái vòng eo ấy thì đang tập trung vào vòng eo để cho đẹp hơn, thì mỗi lần sờ vào thế này này thì thấy nó không có cái cục cục ở đây nữa. Hay quá chị ơi. Cái eo này mình dễ chịu ấy, hay là đứng thẳng này thấy nó có một cái lỗ hổng ở đây này, nó nhỏ hơn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chị biết cái lỗ hổng đó là khi mà chị ăn đạm, chị ăn đúng cái chế độ mà bạn hàng hướng dẫn là cái hổng nó sẽ tự vô, nó vô khuôn á chị, hay lắm. Trời ơi, tuyệt vời. Thế là mình theo dõi mình thấy nó lộ hẳn ra, là mình cảm thấy cái thay đổi trông thấy luôn. Cái tiếp theo đó là cái đọc sách ấy, thì mình là mình đọc sách cùng Zoom buổi sáng và Zoom buổi tối là mình học đầy đủ. Tuy nhiên là có một số quyển sách chưa đủ nhưng mình nghe theo đọc thì mình ghi luôn vào sổ và mình cảm thấy nó nhớ vượt và cảm thấy rất là hay, vì mình cầm bút mình ghi ấy thì mình thấy nhớ. Cái tiếp theo đó là mình ở với mẹ chồng, thì mẹ chồng năm nay 85 tuổi thì đôi khi là mẹ cũng trái tính, nhưng mà mình cũng nhờ tiềm thức giúp mình. Mình cũng viết thư cho vũ trụ nhiều và nhờ tiềm thức giúp mình. Và khoảng độ tầm 3 hôm nay thì mình cảm thấy cái tình cảm của mẹ nó rất là khác luôn, và thấy cái thái độ của mẹ dễ chịu hơn rất là nhiều. Và các anh em nhà chồng cũng tham gia với mẹ, mọi người gần như hướng với mình ấy, thông cảm hướng với mình, cho nên là thấy nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Cái vấn đề về gia đình đấy, mình thấy tuyệt vời. Cái tiếp theo đó là làm cái tờ giấy quyền năng, thì mình làm 7 tờ, mình dán chung quanh khắp nhà, chỗ nào mình dán đi chỗ nào cũng nhìn thấy. Đấy, nhìn thấy cái nào cũng nhìn thấy. Gần như chỗ nào mình hay đi đến là mình đều nhìn thấy, dán 4 chỗ rồi. Đấy, với lại là mình hàng ngày thì mình cũng tạo cái không khí ở trong gia đình ấy. Mỗi khi mà mình cảm thấy nó cảm xúc xưa, hay là cái không khí nó có một cái gì đấy mà mình từ mình mà ra, phải không? Vì bất cứ ai mà ra mà chưa được vui là mình lập tức quay trở lại luôn, là mình tạo không khí vui vẻ luôn, mà nhà mình gần như là lúc nào cũng tiếng cười, rất là vui luôn. Đấy, mình cảm thấy là những thành công này là mình đã phải lấy bút mình ghi ra đây, là đấy là những cái thành công của mình, và mình cảm thấy rằng là thật sự rất là tuyệt vời luôn đấy, rất là tuyệt vời luôn. Mình cảm thấy là sau khi mà chị Hạnh ăn mình thành công xong rồi, chị cảm thấy như sao, cảm xúc của chị gia tăng gấp đôi không ạ? Có, bây giờ sang người của mình nó nóng lên và cảm thấy thật sự là cảm thấy rất hạnh phúc luôn. Và mình cảm ơn chủ tịch Bích Theo rất là nhiều luôn. Thật sự hôm qua có nói với Hải Hằng là Hằng ơi, chị có lúc chị nhìn Theo chia sẻ xong chị muốn khóc ấy, bởi vì là chị nhìn thấy Theo thật sự là rất là nhiệt tình ấy. Bây giờ khóc nó luôn đi. Rồi, cảm ơn chị Hạnh nha. Trời ơi, chị tuyệt vời quá. Bây giờ học tập mà có cái thành công như vậy là quá xuất sắc đó chị. Chị là niềm tự hào của em. Mình rất là cảm ơn Theo một cái chia sẻ rất là chân tình và rất nhiệt tình với tất cả mọi người, và mình cũng cảm thấy là thật sự là mình thay đổi rất là nhiều. Trời ơi, chị làm em cũng xúc động luôn rồi nè. Phân công giờ bây giờ muốn cảm ơn rồi nè. Rồi, ok, cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều ha. À, qua đây thì cũng biết là cái tình cảm gì dành cho em cũng như tất cả câu lạc bộ ha, và cảm ơn chị bởi vì chị đã có rất là nhiều cái thành công như vậy mà chị có hướng cho mọi người. Và chúc cho chị là tháng này giờ mục tiêu bao nhiêu chị Hạnh? Mục tiêu của mình đang đặt là 500 triệu. Thì thì bây giờ mới về thì chính xác mới về được 200 gần 240 triệu thôi.
Nhưng mà cái mục tiêu đó thì mình đã đặt gấp đôi, nên cái ban đầu thì bây giờ cái đã có rất nhiều những cái nguồn lực mà nó sẽ, mình cảm thấy rằng nó rất có lợi trong cái mục tiêu đấy của mình rồi. Và đến ngày 30 tháng 6 thì khả năng là mình nghĩ khả năng chắc chắn đấy, chắc chắn là mình sẽ đạt được con số đấy luôn đấy. Tin tưởng nó là nhọn đúng không ạ? Rồi chúc mừng nha. Nấu cho gì thì bà nhọn. Rồi. À, được nha chị nha. Cái nguồn lực nó tới là coi như có nghĩa là nó đã nằm trong tâm trí của chị, là nó phải ra ngoài. Khi mà chị đã có được cái kiểu cảm xúc và niềm tin rồi thì không cần phải lo gì cả, mà những nguồn lực đó em tin là nó tới đi giúp chị đạt được 5 triệu lợi nhuận thôi. Ha chị nha. Rồi, chúc mừng chị. Xin được nhận. Cảm ơn em. Rồi, các anh chị thấy chị Hạnh nó có gì khác với mọi người mà thứ nhất là mình tập trung vào việc ăn mừng thành công, tập trung vào ăn mừng thành công. Những cái điều gì nó xảy ra trong cuộc sống của chị cũng cho đó là thành công hết. Các anh chị công nhận mà đó là một cái cách, đó là một cái sự cảm nhận khác của các anh chị. Nên là khi mà mình cảm nhận được, giả sử như là cái chuyện đó nó nhỏ thôi nhưng mà chị cho nó rất là lớn, thì những cái thành công lớn nó mới đến các anh chị nha. Nên là cái điều này là rất là diệu, cũng nên là các anh chị có cái khuyên. Anh chị cũng ăn mừng thành công nhiều như chị Hạnh á, cái gì cũng ăn mừng hết, thành công nhỏ công to liệt kê hết ra ăn mừng hết. Đó là có cái sự đầu tư trong cái việc là ăn mừng thành công các anh chị, tuyệt vời không các anh chị? Và tất nhiên chị sẽ có thành công hơn. Và rất là hay là sao ạ? Vừa hút được tiền mà lại vừa trao giá trị cho người khác nữa, không những có thời gian hút tiền rồi lại còn sắp xếp có thời gian trao giá trị giúp đỡ người khác học tập nữa, thì đây là một cái điều rất là đáng mừng các anh chị. Anh em có một số anh chị học thôi, em nói các anh chị học thôi mà anh chị cũng chị không có thời gian đâu. Thì các anh chị xem chị Hạnh là chị vừa, đúng không, vừa trong công việc kinh doanh, vừa phải hút tiền cho công việc kinh doanh của chị ấy, rồi chị ấy lại còn sắp xếp thời gian học tập, rồi lại còn sắp xếp thời gian trao giá trị cho người khác nữa, thậm chí là còn coi thử là những cái người bạn nó có học hành chăm chỉ hay không nữa. Thì anh chị sẽ thấy được là cũng cái thời gian đó, cũng một ngày đó, nhưng mà người ta thì làm được quá trời là nhiều việc, thậm chí là hút rất là nhiều tiền. Còn anh chị thì sao? Hút tiền thì còn chưa được hút nhiều nữa, mà còn học thôi còn chưa xong nữa. Thì anh chị sẽ nhìn thấy rằng là gì ạ? Ta cũng có con, ta cũng có gia đình nha. Còn chưa kể mà công việc ok mà còn lo được cho gia đình, cho con cái này kia ngoan hiền này kia này nọ, kia nọ nọ nữa. Vậy thì các anh chị phải hiểu, vậy thì cái vấn đề nó là do cái vấn đề anh chị không có thời gian, hay là cái vấn đề là do anh chị không có mà biết mình cần phải làm gì đó các anh chị. Dành cho người không ạ? Cũng ngày hai mấy tiếng thôi chứ có gì đâu, anh chị có thời gian giống nhau mà. Thì sao mà người ta làm được nhiều việc như thế, mà còn mình thì có học thôi mà mình cũng học chưa xong. Có ghi chép là chim không, ghi chưa xong nữa. Trong khi là các anh chị hiểu là mấy cái việc đó là chỉ làm ngon lành hết đó nha. Anh Hùng, anh thấy sao anh Hùng? Anh là một thằng con trai, là một thằng con trai, còn người ta là một cô gái. Thì anh còn có biện minh lý do là anh công việc cũng nhiều lắm. Vì theo anh chị đó là công việc của chị Hạnh nhiều không? Nếu mà hút cỡ đó tiền thì theo anh chị công việc nhiều không? Hút cỡ đó tiền là công việc phải nhiều lắm, nhiều luôn đó. Và nếu mà vẫn sắp xếp rất ngon lành, công việc là công việc, gia đình vẫn hạnh phúc, tài chính vẫn hút đều, mà còn đi hỗ trợ cho người ta vẫn được luôn, học tập vẫn đầy đủ, qua wow, em cảm thấy ngưỡng mộ. Đó là gì? Học trò đáng khâm phục với các anh chị ha. Ok ha, tuyệt vời rồi, cảm ơn chị Hạnh, chị cũng các anh chị ha. Rồi còn anh chị nào đây, mình lại tiếp tục ăn mừng tiếp ha. Là một thằng con trai. Rồi ở đây có nè, có anh Nguyên nè, có anh Hùng nè, có Văn Thiện nè, có anh Phúc nè. Số lượng con trai đã gia tăng lên rồi các anh chị. Có anh Nhật nè. Có ai nữa ạ? Đúng rồi, có anh Lâm nữa. Anh Lâm cười rất là tươi, không biết nó có nhắc tên mày không nữa ha. Khi nào nó thấy mày không nữa. Rồi có anh Hà nữa nè, xin mời ha. Tất cả những anh là mình sẽ đại diện cho phái nữ. Mình sẽ đại diện cho phái nam. Là gì ạ? Chúng tôi là những người vô địch. Đàn ông chúng ta phải là gì ạ? Chúng ta phải có tư duy, có kiến thức, có tài chính, có sự tự do để mà còn lo cho gia đình nữa. Hãy gì ạ? Hãy cùng chúng tôi cùng phát triển, bởi vì chúng ta là một thằng con trai. Quá tuyệt vời.
Rồi bây giờ là em muốn hỏi một số anh chị tiếp ha. Chúng ta còn rất là nhiều thời gian anh chị. Không biết là có ở đây có chị Ngọc Mơ nè. Chị Ngọc Mơ, chị có thể mở mic giao lưu với em chút xíu chị ha. Rồi, xin mời chị. Các anh chị cùng chào đón chị Ngọc Mơ ha. Nghe chị Ngọc Mơ xem như là. Xin chào chủ tịch Bích, chủ tịch Bích Thiện, Bích Theo. Xin chào mời chị. Em trong Zoom. Mình tên là Ngọc Mơ, hôm nay là buổi đầu tiên mình đến, buổi đầu tiên mới toanh. Buổi đầu tiên hả chị? Rồi vậy là em bắt chúng chị là buổi đầu tiên đúng không? Bởi vì em thấy nay chị mới mới, em biết là chị buổi đầu tiên chị học như vậy thì chị có cảm nhận như thế nào chị nhỉ? Chị có cảm nhận gì khác không? Khi mà vào Zoom không? Có, chị thấy tràn đầy năng lượng. Ừ. Chị có thể chia sẻ là hiện tại chị đang sống ở đâu được không ạ? À, chị đang sống ở Gia Lượng, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. À, chị đang sống ở Hà Nội và ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Thì ví dụ như là đây là ngày đầu tiên chị vào Zoom, nhưng mà trước đó thì chị có tham gia Zoom đọc sách hay là chị ghi chép lên stream gì của em chưa? Chị mới nghe em đọc sách được tối, hai tối. À, hai tối. Chị xem live stream. À, không biết là hai buổi tối đó nó có giúp cho chị thay đổi được cái điều gì không mà nó khiến cho chị là phải vào cái chương trình Zoom này chị? chị thấy có đó, vì là nó hướng tới cái tích cực ấy. À, tư duy tích cực ấy. Tư duy tích cực hơn. Chị nên là chị muốn có một cái môi trường nó mới hơn để chị tham gia học tập đúng nè. Giờ em không biết là mục tiêu tháng này của chị đặt là bao nhiêu ạ? Mục tiêu tháng này chị đạt 20 triệu. À, trong tháng 6 này là 20 triệu. Rồi, chúc mừng chị Mơ đạt được 20 triệu rồi. Yeah, xin được mời. Rồi, cảm ơn chị ha, xin được mời. Rồi. Chị xin cảm ơn. Vậy thì hôm sau là tôi, một tháng sau sẽ coi trên lại gặp chị và em sẽ hỏi về cái thành công của chị nha. Ok chị. Rồi, rất là tuyệt vời ha. Có anh chị nào, chị Hoàng Hoàng nè, không biết là chị có thể mở mic giao lưu với anh chị mà tuần trước em có hỏi chị rồi đúng không nè. Thì bây giờ chị có thể là giao lưu, tại vì em thấy chị ngồi nó chưa có được thoải mái lắm đó mà. Phải gì? Dương chị ạ. Ok chị. Dương chị, tất cả mọi người. Rồi, thì so với lần trước nói chuyện với em, với lại cái lần này nói chuyện với em thì chị có cái gì khác biệt không? Chị đã có cái gì khác chưa? À, chị khác là chị thấy cái tư duy của chị nó càng ngày càng nhiều hơn, cảm thấy là tự tin hơn. Ừ, mình tự tin hơn nè. Thì mỗi ngày mình nạp cái tư duy, mình cảm thấy cái cuộc sống của mình từ đó giờ mình bị phạm đó. Thì bây giờ mình biết mình thay đổi, mình không có lo lắng, mình suy nghĩ, mình cứ tập trung vô là tích cực, rồi suy nghĩ điều mình mong muốn. Thì mình cứ luôn luôn trong cái lòng mình là giống như tâm mình là lúc nào cái mục tiêu cũng gần sẽ đến với mình, những cái thành công sẽ đến với mình. Nhưng mà chị cũng cảm giác như vậy. Có nghĩa là chị đã có cái niềm tin. Có nghĩa là cái bài mà bài Thu Miên chị nghe nó đã bắt đầu thấm vô người chị đó. Hả? Tuyệt vời. Vậy thì ngoài cái đó ra thì chị còn thấy là mình có cái gì thay đổi nữa không chị? Có cái gì nó hiện hữu bên ngoài cho chị chưa? Hay là nó vẫn còn ở trong dạng vô hình? Hiện hữu thì vẫn có, giống như là về gia đình á, về gia đình chồng thì cũng có thay đổi, thì cũng thấy yêu thương hơn. Yêu thương chị hơn. Còn gì nữa chị, con cái chị sao? Con cái thì ngoan hơn, tại vì giống như là về đọc sách á, xưa giờ là bé không có biết đọc sách thì chị cũng mua bê cho bé về mấy bộ sách. Xong rồi thấy chị đọc thì bé cũng đọc, mỗi lần kêu thì rất là nhẹ nhàng, giống như đọc là tự động đọc luôn chứ đúng không rồi. Phải mà nhẹ nhàng nữa. Đúng rồi, hay quá, tại vì con chị là tiềm thức của chị mà. Chị làm sao nó làm gì? Ha, hay quá rồi, tuyệt vời. Chúc với chị Hoàng Hoàng là tháng này chị đặt mục tiêu là bao nhiêu tiền nhận ạ? Mục tiêu của chị là đặt 70 triệu. 70 triệu tiền của chị là ngay bây giờ là về được bao nhiêu rồi chị? Tiền của chị về là thường là về chị về hay đầu tháng? Đầu tháng là bao nhiêu rồi chị? Về mình làm một lần một á. Sao biết là một lần một hay là nhiều lần? Chị hình đóng nhất. Của chị, hình dung của chị nó có trong đầu của chị. À, có nghĩa là tiền của chị là nó về. Và bây giờ là mục tiêu của chị là bao nhiêu? 70 triệu đúng không ạ? Tại vì nó 70 triệu. Đúng rồi. Rồi, chúc mừng cho chị là đã mấy hôm về rồi. Yeah. Ok nha. Xin
ơi. Ok, chị Hoàng Hoàng. À, bây giờ chị Hoàng là chị phải cởi mở hơn nữa. Chị phải gọi là trở thành cái người nhiễm từ á chị. Nó khí thế. Không biết là chị Hoàng là chị đang ở sống ở đâu chị? Chị đang ở chị Bình Thủ Dầu Một, Bình Dương. À, chị ở Bình Dương ý. À, Bình Dương thì bây giờ là chị Nhung Lê đúng không? Không biết là chị Dung Lê có chia sẻ chị ăn cái ly dinh dưỡng giống em chưa? Có đá động như chị không? Chị cũng có đã uống cái này từ lâu rồi nhưng mà nó không có đủ hết cái thành phần á. Thì bây giờ hôm nay là chị mới vừa đặt nguyên một bộ là Dung Lê lên cái thực đơn cho chị rồi. Cái hay quá. Ngoài đúng rồi, vậy là em đã có thêm một người bạn để ăn cùng. Yeah. À, tuyệt vời ha. À, chị Hoàng nhớ buổi sáng là chị lấy cho ăn với em nha. Rồi tuyệt vời, chúc mừng chị. Chúc mừng chị đã có một cái cuộc sống mới, thay đổi về cả về sức khỏe. Với lại là em, khi mà chị thay đổi được cái trường năng lực của chị á, nhìn đúng không? Là tiền chị nó ùa tới thôi. Thế nên là bây giờ là chị sẽ cười nhiều hơn nè. Làm cho em cái là cười nhiều hơn, nghe thông minh nhiều hơn. Với lại là say yes nhiều hơn thêm. Ví dụ như là em làm á, trong cái thành công này của chị, trong từ một thời gian qua, chỉ thành công của chị không bao giờ đạt được kết quả cao, nhưng mà chị nghĩ giống như cái điểm này là một cái điểm cuối cùng của chị, cái điểm cuối cùng là chị phải đạt trong cái thời điểm này cho đến về sau. Cảm nhận đúng của rồi chị. Đúng rồi, tất nhiên khi mà đó là gì, tiềm thức mách bảo chị, đó là những cái vô hình đó, những cái vô hình đó thì chị sẽ cảm nhận thôi chứ chị không có thấy đó. Đúng. Nhưng mà nó đang vô hình. Bây giờ là chị cái năng lượng của chị nhiễm từ đi là tự nó chạy tới. Bằng cách là chị nên, giờ chị nói chị Dung Lê, em nghĩ chị có một cái bài tập cho chị á, là chị phải làm tất cả các cái video mà ông bài của em. Không phải có nghĩa là em chia sẻ cái gì là chị nên làm video về cái đó. Thì cái người chị tự đóng nó sẽ hoạt bát hơn, nó sẽ tự tin hơn và nói ra được. Thì chỉ khi đó thì tiền chị nó ủa thấy được. Chị em đương nó không? Chứ bây giờ không, là nó ở dạng vô hình. Chị cứ cảm nhận như thế đó, nó vô hình hoài á. Thì bây giờ là nó đang bảo chị đó, là chị phải tỏa ra xíu nữa. Người chị nó phải quạt bát ra, nó phải say vô ha. Đó nên là đúng rồi. Bây giờ chị phải có cái bài tập, đó chính là chị phải làm cho em những cái video mà nói về ao kiến thức ra. Có nghĩa em chia sẻ cái gì chị phải nói về được cái đó. Hoặc là chị ghi chép live stream có cái đoạn nào hay chị phải nói ra và chị gửi cho chị Dung Lê. Và em sẽ kiểm tra, báo chị Dung Lê, báo cho em thì chị có làm hàng ngày hay không. Đây là bài tập dành cho chị. Chị phải làm nha chị nhé. Ok chị ha. Rồi tuyệt vời. Rồi một tuần nữa chúng ta sẽ quay trở lại gặp chị Hoàng Hoàng, có gì thay đổi ha. Ok. Rồi cảm ơn chị, xin tuyệt vời. Đó. Giờ có dinh dưỡng rồi, anh chị cứ hành động thôi. Tại vì anh chị có dinh dưỡng được cái lợi là anh chị sẽ có một cái sức khỏe nó duy trì được từ sáng cho đến tối khuya. Duy trì được từ sáng sớm cho đến cái lúc anh chị khuya thì anh chị sẽ làm được nhiều thứ hơn. Mấy cái video đó thì em nghĩ anh chị làm khoảng 1 tiếng đồng hồ là xong rồi. Đối với anh chị nào mà chưa nhanh thì 1 tiếng là xong rồi. Nên là chị Hoàng bây giờ tranh thủ làm thì chị mới quạt bát lên được chị nha. Đó. Thì khi mà em phải nói chuyện với anh chị để biết anh chị đang gặp có gì được. Rồi, không biết là anh còn anh chị nào, bây giờ mình còn xin mời một anh chị nữa ha. Có anh chị nào muốn giao lưu với em thêm không ạ? À đây em thấy có chị Tiền Nguyễn nè. À. Những gương mặt thân quen nha. À, xin chào chủ tịch Victor và chào tất cả mọi người ở trong Zoom ạ. Từ tuần trước cũng đã ăn mừng rồi, nhưng mà tuần này thì còn khoảng chừng 1.250.000 nữa là tiền đạt được mục tiêu 40 triệu. À, chị có thấy cái câu chuyện hồi tối của Khang kia 100.000 mà 100.000 đô la nhưng mà tôi chỉ đạt cái 93.000 mấy thôi. Đó. Nên là có khi là bây giờ chị phải gì ạ? À, bây giờ chị đi gì là về được 40 mấy triệu đúng không? Dạ được. Bây giờ hỏi em hỏi chị là chị có đi làm không? Dạ không. À chị không đi làm, chị ngồi trong nhà đúng không? Đây là cái minh chứng cho những anh chị nào mà hiện tại mình vẫn chưa có công việc, mình vẫn cứ yên tâm mình học nè. Mình đang không đi làm rồi mình vẫn cứ yên tâm mình học nè. Là tiền đến bằng mọi con đường. Đó. Anh chị hiểu vấn đề không ạ? Đây là minh chứng cho các anh chị nha. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà nó tùy thuộc vào kiến thức của mỗi anh chị.
tiềm thức của chị Tiền có thể nó mách bảo theo con đường đó, nhưng mà tiềm thức của các anh chị thì nó mách bảo theo con đường của các anh chị. Nhưng mà cái thứ em muốn anh chị đây là anh chị phải tin. Em cần anh chị tin cái đã, rồi còn cái chuyện phía sau là tính tiếp. Ok không chị? Đó, ok, xin được mời. Rồi chị còn ăn mừng cái gì nữa không ạ? Bắt đầu là thon chưa chị? Dạ, thon gọn và thấy cơ thể nó khỏe. Chủ tịch Vích theo với là, cái là, làn là chị đứng lên cho mọi người coi cái eo chị được không? Mặc áo rộng. Áo rộng. Áo rộng. Dạ. Hồi trước là sao mặc eo cứ sao mặc đồ body rồi lên cho anh chị coi ha. Yes. Tại sao các chị hôm vừa rồi hay hôm nào á, khi mà chị Tuyền nhảy cùng em á, thì em có thấy, em có nhìn qua em thấy là rất ngon ha, ngon. Nói chung là cỡ đó mà có cái đó là em thấy rồi các chị, nên em bảo chị đứng lên cho các chị coi đó. Nên là hôm sau là chị mặc, để các anh chị tưởng anh chị nhảy em không thấy các anh chị sao. Là em quan sát các anh chị từng giây đó, nên là anh chị nào có sự thay đổi là biết liền, đúng không ạ? Rồi còn ngoài ra là chị Tuyền còn cái thay, có cái gì nữa không ạ? Đang mừng gì nữa không chị? Cái năng lượng một ngày á, chủ tịch biết theo nó cao lắm, có nghĩa là lúc nào cũng tập trung cao độ mà mình làm ấy, việc gì nó cũng có, cũng đạt thành công hết á. Kể cả từ cái mà giao tiếp với con luôn, bây giờ là hiện tại là hai bé rất là ngoan và mạnh khỏe nữa. Không biết là từ khi mà vào học trong câu lạc bộ và học hỏi ấy, thì hai con của Tuyền là hoàn toàn mạnh khỏe mà không hề bị có vấn đề gì về sức khỏe cả, mà ăn uống ngủ rất là tốt. Đúng rồi. Thêm cái phần là anh xã là rất là hiểu và anh xã rất là hiểu nha các anh chị. À, tuyệt vời. Anh xã rất là hiểu ha. Rồi bây giờ là em có một cái điều như thế này nè, tại vì chị Tiền nói thì em mới nhắc cho anh chị. Cảm ơn chị Tiền, xin được vời ha, mừng thành công quá, tuyệt vời, cảm ơn chị. Rồi có một cái điều em nhắc anh chị là khi mà một số anh chị nào mà đang học á, cái tự nhiên một ngày đẹp trời nó bây giờ con chị không khỏe em ơi, con của chị đang có A, B, C chị phải xử lý và không có vào Zoom được một vài ngày, thì anh theo các anh chị là cái đứa con không khỏe nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ đâu các anh chị? Cái vấn đề nó nằm ra ở cái người bạn đó hay là cái vấn đề là do cái đứa con đó? Anh chị hiểu vấn đề không? Ở nên là khi mà chị Tiền nói đó là hay, đó chính là khi mà chị tập trung gì học, bởi vì chị Tiền rất là tập trung, sáng tối gì em cũng thấy và ghi chép lại chim, và khả năng chị là với cái năng lượng đó là em biết chắc là chị đang rất là tập trung, thì cái đứa con của chị tự khắc là gì, nó không thể nào mà nó không khỏe để chị rấu rùi lên được, chắc chắn là không, tại vì bên trong của chị đang rất là bình an, rất là mọi thứ là rất là suôn sẻ, rất là tốt đẹp, thì cái chuyện đứa con chị nó có vấn đề là chuyện đó là chị không thể xảy ra, đúng không nè? Đó, và nếu như mà nó có tình trạng gì thì nó cũng chỉ là 30 giây hoặc là một cái cách xử lý rất là nhanh. Ở đây là và hoặc là những anh chị mà nói rằng là chị học nhưng mà chồng con không có cho phép này kia, tất cả một thứ không thoải mái này kia, vậy thì lại sau nãy giờ chúng ta nghe hầu như tất cả những người chồng đều thay đổi và hỗ trợ vợ học, đúng không các anh chị? Nãy giờ hầu như chúng ta đều nghe điều đó, vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là tại sao chồng của các anh chị lại không ủng hộ các anh chị? Nằm ở đâu? Nó nằm ở ai? Nó nằm ở ai? Người ta cũng là cái người hồi trước chồng không hỗ trợ nhưng bây giờ chồng hỗ trợ thì người ta cũng thay đổi được mà, vậy thì tại sao các anh chị là không điều hướng được những người xung quanh mà những người xung quanh lại đang gặp vấn đề? Vậy cái vấn đề đó nó xuất phát do các anh chị mà ra hay là do những người đó? Anh chị hiểu vấn đề không? Đấy. Nên là thường thường những anh chị mà đưa ra những cái lý do đó là em biết chắc luôn trong người các anh chị đang có cái sự không hòa hợp, các anh chị đang có cái rối ở trong người ha. Thì cái điều đầu tiên là anh chị phải tập trung xử lý mình trước, thì con của mình, chồng của mình, những người xung quanh tự khắc thay đổi. Tuyệt vời. Rồi ok, là em theo anh xin mời một anh chị nữa ha. Em thấy chị Hoa Trang nè, chị Hoa Trang là có một cái điều rất là hay, thì chị học rất là chăm, thì không biết là chị Hoa Trang cho em biết là một tuần vừa qua hôm trước em có thể nói chuyện với chị đó không ạ? Từ ngày nói chuyện với em tới bây giờ là chị có gì thay đổi chưa chị? Cái gì thay đổi hơn? Thì từ khi học vào Zoom, mình vào Zoom của Big Tail là từ ngày 28 tháng 5 á, thì nhờ Big Tail là mình cũng đã biết nhiều về thường xuyên phải uống nước hơn để cung cấp cho não này, rồi mình cũng biết mình tăng tư duy nhiều, mình cũng hiểu nhiều hơn khi mà mình nói chuyện với mọi người, mình cũng có tăng cái năng lượng hơn. Thì với cái mục tiêu cuối tháng 5 á, mình đặt ra thì ngay đầu tháng 6 thì mình đã đạt được rồi. Thế là cũng nhờ chị Duyên với cả Big Tail kêu là đến phải tăng cái mục tiêu lên
cuối tháng 6 thì cũng mình cũng đang vẫn cứ đang phát triển để đạt mục tiêu đó. Rồi chị Hoa Trang, chị biết đó là chị đang có một cái gì cần thay đổi. Đó chính là gì? Bây giờ là chị Trang là phải giống như hồi nãy chị Hoàng hồi nãy á, nó có nghĩa là nó vẫn còn nằm trong cái tiềm ẩn của chị á, mà nó phải khai mở ra. Anh nên phải khai mở ra chị nha. Và cái bức tranh của chị đó bây giờ là chị phải, bởi vì là cái bức tranh đầu tiên nó đạt được rồi á, cho nên là khi mà nhiệm vụ của chị đạt được rồi thì để mà chị gấp đôi lên mà để mà nó hưởng ứng liền á, nó chưa dễ. Thành ra là bây giờ chị phải viết một cái bức tranh nó rất là rõ ràng chi tiết. Cái bức tranh mà cho cái mục tiêu gấp đôi của chị á, nó rõ ràng chi tiết và chị nghe thôi nguyên nó á, thì nó mới vô được. Chứ không á, là nó ở cái tư thế gì chị biết không? Cái tư thế ủa tôi làm nhiệm vụ cho bạn xong rồi mà, là coi như là nguyên cả tháng là chị không làm được cái gì, cái tiềm thức nó không kết nối được với chị cái gì. Nên là bây giờ là đúng rồi, nên là chị phải làm gì? Đúng rồi. Là khi mà cái đạt được cái bức tranh đầu tháng 6 rồi, thế là tự dưng là qua cái giai đoạn ấy là mình như kiểu là mình bị hụt nên hụt đi, mình không kích được lại năng lượng ấy. Đó, thế đúng là rồi. Cũng nghe chị Diên chia sẻ là phải viết nhiều hơn rồi đọc sách nhiều hơn để mình tin tưởng lại thì mình mới kích lại được cái năng lượng đấy. Thì cũng thực ra là con bé tiềm thức của chị nó nói là tôi xong nhiệm vụ rồi, không có làm nữa. Và nên là chị phải làm một cái việc, với lại thứ hai nữa là chị gấp đôi mục tiêu lên, chị không cảm thấy tin, chị cảm thấy nó không dễ dàng. Nên là trong tháng này là coi như chị nghĩ là chị đã xong nhiệm vụ, và bây giờ gấp đôi mục tiêu là mình cảm thấy nó không dễ, đúng không nè? Thì bây giờ là cái việc của chị á, là chị đừng có xem như là chị gấp đôi mục tiêu, mà chị hãy xem như nó là một cái tháng khác đi. Nó là một cái tháng khác, bây giờ là cho cái tháng khác nè. Thì bây giờ chị coi như là chị gấp đôi, chị cảm thấy nó không dễ dàng. Thì bây giờ là chị coi như bây giờ tôi đặt mục tiêu cho cái tháng khác. Thì chị, nếu như mà chị cảm thấy chưa tin á, thì chị sẽ gì? Cái mục tiêu, do là cái mục tiêu đầu tháng của chị nó đạt được quá nhanh. Đúng chị? Nó đạt được quá nhanh thì nó khiến cho chị có suy nghĩ là đây không có phải là mục tiêu mà do bản năng mình làm ra, mà nó là cái mục tiêu do cái gì đó mang tới. Có phải vậy không chị hay là sao? Thì mình thấy là cái đó nó cũng đến rất nhanh, nhưng mà mình vẫn biết là đó là do nhờ tiềm thức, tại vì mọi chuyện nó đến rất là dễ dàng á. Đấy, mình vẫn biết ơn rồi. Đấy là do tiềm thức. Đúng rồi. Thì bây giờ nên là chị có một cái suy nghĩ là không biết tháng trước mấy tháng sau mình gấp đôi lên nó có được hay không. Đúng rồi. Bởi vì nên là bây giờ nếu mà được thì chị có thể là đặt lại cái mục tiêu đó. Nhưng mà chị cứ đặt lại cho đến khi nào mà, bởi vì trong lòng chị nghĩ là cái số tiền đó nó không phải là do chị làm ra, mà là do tiềm thức mang tới nó quá dễ dàng. Thì chị gấp đâu lên thì chị đang lo lắng là liệu là nó có giúp mình được như vậy nữa hay không. Nên chị không có niềm tin được. Hả? Thì bây giờ nếu mình nghĩ vậy thì bây giờ chị vẫn tiếp tục duy trì con số đó vẫn tuyệt vời mà. Ví dụ như trong vòng 2 tháng liên tục như thế, 3 tháng liên tục như thế thì chị sẽ gấp đâu lên. Tại vì con số 50 triệu nó cũng không phải 50 triệu đâu không chị? Đúng rồi, 50 triệu đâu phải số nhỏ đâu. Thành ra nếu mà chị cảm thấy là gấp đôi lên thì lỡ đôi tiềm thức là không mang, nhưng mà đúng như vậy thì sao? Thì bây giờ chị duy trì đi. Chị duy trì được là cũng rất là tuyệt vời đó. Bây giờ có thể là chị duy trì 50 triệu và chị đặt lại coi như là qua tháng khác rồi. Bây giờ là đang ở cái chu kỳ khác rồi. Thì bây giờ là ngay bây giờ chị đặt lại và chị phải có cái bức tranh. Thứ hai nữa là chị phải có một cái thứ rõ ràng, đó chính là số tiền này về chị làm cái gì đó. Ví dụ như em là mỗi tháng là em đều tích góp tiền, cái tiền về là em bắt đầu em bỏ vào một cái tài khoản, tại vì lại muốn là bây giờ đến cuối tháng là mình phải dư được khoảng chừng mà bao nhiêu tỷ đó. Đó, và bao nhiêu tỷ đó thì mình mới làm cái gì, mình sẽ trích bao nhiêu tiền cho cái việc từ thiện của mình nè, mình sẽ trích bao nhiêu tiền cho cái gọi là có nghĩa là thực hiện cho cái việc là phát triển công việc của mình đó, phát triển cho công việc cho doanh nghiệp của mình, thì nó sẽ ở trích bao nhiêu và bao nhiêu tiền mình sẽ và phát triển cho cái việc thụ hưởng, hoặc là để mình du lịch, hay là để mình gia tăng tài sản là bao nhiêu tiền mình phải có bao nhiêu tiền đó. Tại vì là khi mà chơi, các anh chị chơi với những cuộc chơi lớn, chơi với những quốc tế thì mình phải có cái tầm cỡ tiền nó lớn thì mình mới chơi được những cái đầu tư lớn được đó. Thì anh chị phải hiểu là giống như là chị phải có cái mục tiêu là chị tích góp cái tiền đó để làm cái gì nữa, thì nó có cái động lực cho chị kiếm nhiều tiền hơn đó. Nên là chị phải làm cái chuyện đó rõ ràng, tại vì em nhìn là em thấy được là cái năng lượng của chị nó không có. Thành ra là bây giờ bởi vì nó nằm ở cái chỗ mục tiêu của chị không rõ ràng thôi. Nên bây giờ chị Trang là về nhà chị làm cho em cái
bức tranh ha. Chị làm một cái bức tranh nó phải rõ ràng là cái thời khắc mà chị đạt được số tiền đó là chị sẽ làm cái gì và nó ở trong cái hoàn cảnh nào. Và chị cứ bịa ra, có nghĩa là chị lo lắng rằng là không biết cái bức tranh này nó có đúng hay không này kia. Nhưng mà chị cứ bịa ra đi, chị cứ bịa ra là lúc đó chị đang mặc cái bộ đồ như thế nào, rồi ở đâu, nhận tiền thế nào, chị cứ bịa ra trước. Bịa làm sao mà nó rõ ràng, nó cụ thể là được. Sau đó chị nghe Thu Miên cái bài đó, và chị phải ám thị cái bài đó liên tục, hình dung liên tục để nó vào tiềm thức của chị, để nó nằm bên trong. Và khi nó vô bên trong rồi là tuyệt vời, là chị cỡ nào chị cũng đạt được nó. Nhưng mà nó phải có cái bước đầu tiên, đó chính là cái bước chị phải ráng. Giống như mình, nhiều khi em phải ráng nghe anh chị, nó phải rơi vào cái trường hợp là cố gắng ngồi nghỉ, giống như là mình phải lên kịch bản vậy đó. Giống như là chị phải lên kịch bản, bài tập đặt ra là chị phải lên được cái kịch bản cho cái tháng này. Chị đạt được cái bức tranh đó là chị đang ở đâu, chị làm gì, bắt buộc chị phải lên được kịch bản đó. Thì bây giờ chị trang về, chị dành thời gian á, chị làm cái kịch bản nó cho nó rõ ràng. Chi tiết chị đi xe gì, chị gặp ai, tiền về đâu, chị về tài khoản, tiền gì như thế nào. Mọi thứ nó phải chi tiết, chi ly, và hàng ngày chị phải thấy được nó và chị có cảm xúc. Có cảm xúc là sao? Là chị có thể là chị muốn cái gì đó thì chị lấy cái tiền đó chị phục vụ cho mình, hoặc là mua cho mình một cái trang phục mới, hoặc là làm cái gì mà chị thấy thích đó, thì chị hãy đưa cái đó vô để mà chị cảm thấy là mình xứng đáng để đạt được cái số tiền này chị nhá. Em cảm thấy thích là bởi vì sao? Em đang góp có cái nghĩa là em sắm một cái tài khoản riêng, bao nhiêu tiền vậy là em sẽ trừ hết tất cả chi phí chi tiêu nha. Cuối tháng là em sẽ trừ hết tất cả chi phí chi tiêu, xong rồi em dồn lại là dư được nhiêu đó, dư được bao nhiêu tiền lợi nhuận, dư ví dụ như dư được mấy trăm triệu thấy khoái, xong rồi là mấy trăm triệu đó mà anh dồn vô trong một cái tài khoản, là cái tài khoản nó nhìn nó bắt đầu tăng lên. Tức là khi mà góp được khoảng bao nhiêu tỷ đó là em sẽ chia ra, ví dụ như 10 tỷ đi là em sẽ chia ra 7 tỷ là gia tăng tài sản, giống như là còn 3 tỷ còn lại là mình sẽ trích ra 1 tỷ để mà mình để đó cho mình thấy tiền chơi thôi. Rồi còn một vài tiền khác, những cái tiền khác thì mình sẽ đầu mình sẽ mua cái nọ mua cái kia đó, hoặc là mình sẽ làm những cái phục vụ những cái điều yêu thích của mình. Nhưng mà mục tiêu em là phải kiếm được cái số tiền đó thì em mới thực hiện những cái việc sau đó. Đó, chị Trang hiểu nó không? Đây là những anh chị mà đang kiếm nhiều tiền á, anh chị sẽ không có được cái động lực kiếm thêm tiền nữa. Ở đây là em đang cho các anh chị một cái bức tranh dành cho những anh chị mà kiếm được nhiều tiền rồi, anh chị sẽ có cái động lực kiếm nhiều tiền hơn. Tại vì khi anh chị chơi những cái trò chơi quốc tế, hoặc là anh chị là những nhà đầu tư thông minh ấy, thì anh chị sẽ biết rằng là để mà mình đầu tư được những cái tập đoàn lớn như là tập đoàn mà lớn như là Samsung, những cái tập đoàn mà đang phát triển như thế này đó, mình phải có số tiền lớn. Còn nếu mà anh chị đang có số tiền nhỏ thì mình sẽ có những cái cuộc chơi đầu tư cho những anh chị số tiền nhỏ đó, anh chị hiểu em nói không ạ? Đó thì nên là em nghĩ là chị chỉ cho chị Trang được gặp vấn đề này, thì ra chị về chị làm bức tranh rõ ràng đó, và chị cười nhiều lên được không nè. Cái điều của chị đó chính là cái trạng thái của chị nó đang bị ếm bên trong á, chị phải tỏa ra đó, và chị phải bắt buộc là chị phải cười nhiều lên. Và chỗ chị lại hỗ trợ chị nha, chị mộng duyên bắt buộc mỗi ngày chị mộng duyên phải nhận từ chị 3 cái video cười trong vòng 2 phút sáng, trưa và tối, làm được không nè? Đó, cười trong vòng 2 phút mà chị gửi cho chị Duyên phải kiểm tra đi ra được không? Chị Duyên ơi, chị Duyên có làm chuyện này được không ạ? Giúp cho em kiểm tra của chị. Ok, được không chị Duyên? Đó, ok, là chị phải nhận được 3 cái video của chị Trang là sáng, trưa, chiều, là cười 2 phút trong vòng 2 phút nha, liên tục 2 phút, không được ngậm miệng lại đó, và gửi cho chị Duyên. Thứ hai nữa là chị cũng sẽ làm cái video ao kiến thức, một là Zoom tối hoặc là Zoom em sáng, hoặc là trong chủ đề chiều. Chị Trang làm được không ạ? Và cái bức tranh của chị á, là chị phải viết sớm và gửi cho chị Duyên kiểm tra này kia, được không chị Trang gửi? Được. À ok ha, và em tin chắc chị làm được, là qua tháng sau chị bùng nổ thôi, tại vì là chị học rất chăm. Mà nếu mà học chăm mà không có gì thay đổi thì em không có hài lòng được chị nhé. Nên là mình đã dành thời gian chị học rồi thì phải có kết quả. Chị Trang nha. Đã. Chị Trang siêu xinh đẹp. Rồi ok. Rồi không biết là qua mấy... Rồi cảm ơn chị. Qua mấy cái câu chuyện như thế này thì các anh chị có cái bài học cho mình không ạ? Mình biết cái cách, cái hướng giải quyết cho mình không ạ? Thì là những anh chị khác ha, nếu mà được thì anh chị cũng có thể làm những cái điều này nó tốt như các anh chị hết á. Nhưng mà quan trọng là anh chị có muốn làm hay không, được không ạ? Rồi, thì không biết hôm nay có cái bài học cho các anh chị ý nghĩa cho các anh chị mà các anh chị cảm thấy mình có thêm những cái bài học mới cho mình không ạ? Em muốn rằng là câu chuyện của người khác, nhưng mà là gì? Mình lụm ha, mình lụm bài học về và bắt đầu ở cái tôi lũ vậy, nhưng mà ứng dụng cái là bắt đầu tiền về các anh chị. Ok. Đó, tuyệt vời. Bây giờ là em theo xin vậy ạ.
Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Và hôm nay là chúng ta sẽ có một cái ngày, đó chính là buổi tối chúng ta không có đọc sách với em, mà các anh chị sẽ làm việc với những anh chị hỗ trợ ở đây ha. Bắt đầu là quan tâm hỏi, ví dụ như là chế độ dinh dưỡng làm sao, hỏi là cách học tập làm sao, ăn uống làm sao, hoặc là phát triển làm sao, tranh thủ hỏi các anh chị, hoặc là giao lưu với các anh chị ha. Được không các anh chị ơi? Yeah. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau là gì, mở bích chào đâu các anh chị nha. Chúc cho các anh chị một ngày cho ra lương tiền bùng nổ danh sách cùng nhau. Cảm ơn chủ tịch Vinh, cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả 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 các bạn, cảm